Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, nông nghiệp đô thị đang phát triển mạnh mẽ và đa dạng loại hình. Đâu sẽ là giải pháp phù hợp giúp người nông dân đô thị canh tác hiệu quả? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 7 tháng 7 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.